Kính thưa quý vị, trong mỗi gia đình đều có những câu chuyện hạnh phúc riêng. Và câu chuyện hạnh phúc của Diễm và gia đình Diễm là mỗi dịp Giáng sinh về, tất cả các thành viên trong gia đình quây quần và tụ họp bên nhau. Và niềm hạnh phúc ấy sẽ được trọn vẹn nếu như Diễm được ba của Diễm đệm cho Diễm hát thánh ca. Và ngay hôm nay, ngay lúc này, niềm hạnh phúc trọn vẹn ấy được lặp lại một lần nữa ngay trên sân khấu của duyên dáng Bolero, và cùng với sự hiện diện của ba Diễm. Bài thánh ca đó còn nhớ không anh? Noel năm nào chúng mình có nhau, lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới tường chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hồng dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới tường chúa cao sang, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ quá đi thôi dòng hát ngài buồn, đêm thanh vô cùng lành giá. Rồi mùa gió mưa tung qua mau, lời hẹn đó ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sát bão bay sâu. Lời nguyện mình chưa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài sao vắng? Ngày xưa vàng đêm tối, nhớ quá đi thôi dòng hát ngày buồn, đêm thánh vô cùng là
đành giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ quá đi thôi giọng hát ngài buồn đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Gia đình mình lúc này vắng bóng ba, nhưng không sao. Quan trọng lúc này ba đã về với mẹ con em. Cảm ơn ba. Chắc tại hôm nay ba của em bị rung quá. Lúc tập này ba đã làm tốt, nhưng mà lúc này ba cảm xúc nhiều hơn, cho nên là... Đó mới là thật. Một trong những tiết mục chạm đến trái tim người nghe nhất, đúng không chị Mỹ Huyền? Tại thật sự mà nói, cái tình mẹ nó quá bao la đi. Nghe nhắc tới mẹ là ai cũng có thể cảm xúc được, nhưng riêng đối với Mỹ Huyền thì Mỹ Huyền cảm xúc về tình cha hơn. Tại vì mẹ mất lúc chị còn nhỏ nên nó không có nhiều cái dạt dào bằng ba của chị. Khi mà ba ra đi, chị quá nhiều hối tiếc đối với ba. Thương quá. Ba ngồi cầm cái đàn, đã từng cầm cái đàn đàn cho chị hát, cũng y chang như vậy. Chị không chịu nổi. Chị cảm ơn Trương Diễm đã cho riêng đối với chị, cho chị một cái tiết mục thật là hay. Chị nghĩ là chị cũng là một người con có hiếu với ba đó. Nhưng mà sau lúc ba ra đi, chị có nhiều hối hận lắm. Có nhiều cái hối hận vô cùng. Tại sao lúc ba còn sống, mình không làm cái này, mình không làm cái kia. Thì đây cũng là một lời khuyên của chị dành cho em trong đêm nay. Chị nói vậy là em đủ hiểu rồi. Chị cảm ơn Trương Diễm, cảm ơn chú, cảm ơn cô và toàn thể gia đình của Trương Diễm. Riêng cái bài này, Trương Diễm, chị rất phục cái cách ứng xử của em và cái sự bình tĩnh của em. Trong cái nhạc phẩm này nó còn cho chị thấy rõ một cái triết lý là khi mình còn nhỏ đó thì mình là bé bỏng, bố mẹ là cái người nâng đỡ mình. Nhưng mà càng lớn lên đó, thì cái vai trò nó càng đổi ngược lại. Và con cái là cái người nâng đỡ bố mẹ. Và trong cái bài này thì chị thấy thể hiện ngay ba run, ba hát không được nhưng mà em vẫn giữ bình tĩnh. Và em không có để lộ cái vẻ lúng túng đó. Em vẫn, ba ơi không sao đâu, mình cứ hát đây là vui thôi. Em truyền cái lực cho ba, em không nói. Nhưng mà cái để tay lên thì chị thấy như em là cái người lớn. Mình thấy rõ là cái vai trò nó đảo ngược lại. Chỉ cần cái bàn tay em rất nhẹ nhàng vỗ về, không sao, thì thấy ba có cái sự tự tin và ba bắt đầu đàn và em khuyến khích cho ba hát. Rất là dễ thương, tự nhiên cậu nhìn lại thấy ba dễ thương vô cùng luôn. Rất là cảm ơn ba, tự nhiên hôm nay làm cho ba nặng nề quá. Rất là biết ơn ba luôn. Và sẵn đây, chị cũng muốn nói với tất cả những người đang coi ở ngoài. Bố mẹ lớn, bố mẹ khó tính hơn, cái gì cũng bắt bẻ. Nhưng mà thật sự mình không nên giận ba mẹ mà mình coi là ba mẹ càng lớn càng trở thành bé bỏng, sẽ có những phút rất là vô lý với mình, bỏ qua đi. Thì chị thấy cái hình ảnh đó rất là đẹp và chị phục em. Tuy em có xúc động, em vẫn hát rất hay và em vẫn bè được cho ba và bè được rất là ăn. Ngay cả lúc ba không được, em vẫn giữ được cái phong độ và cái đó là chị rất phục em. Vâng, và Hà Thu lại rất rất phục Trương Diễm luôn. Bởi vì là khi mà ngày qua tổng duyệt các chị chạy chương trình á, thì chú lại có tâm lý thoải mái hơn. Chú lại làm rất tốt. Thậm chí là cả khán phòng vỗ tay cho chú bởi vì chú hát hay quá. Thì cái tình huống hôm nay chú không có cái kinh nghiệm với sân khấu thì là một điều bất ngờ. Nhưng mà Trương Diễm vẫn rất bình tĩnh, vẫn rất là tới đặt rồi. Tay lên vai ba, đúng rồi. Cổ vũ ba hát. Một điều quá tuyệt vời Trương Diễm ạ. Đó. Cho chị hỏi một câu nó hơi riêng tư. Tại lúc mà nghe má nói rằng là ba đi xa, ba không còn ở với gia đình, thì như vậy có nghĩa là... Dạ thưa chị, có những cái khoảng thời gian, có những cái vấn đề riêng khiến cho gia đình có một thời gian gần như muốn tan vỡ. Nhưng mà vì tình cảm của từng cá nhân, gia đình kết nối với nhau, gia đình em tới giờ phút này
vẫn tìm lại được hạnh phúc. Và gia đình là quyết định với nhau là từ đây tới sau này sẽ luôn luôn bù đắp cái sự hạnh phúc và làm cho nó hạnh phúc viên mãn 200% luôn. Và sự hiện diện của gia đình Trương Diễm trên sân khấu này cũng chính là món quà mà ban tổ chức muốn gửi đến Trương Diễm. À, chú ơi, không biết bây giờ chú đã thấy thoải mái hơn chưa ạ? Chia sẻ chút xíu. Nói chung thì khi tôi đờn với bằng tôi hát với con thì tôi cũng nhớ là thời xưa lắm. Với cái kỷ niệm, một cái ký ức. Chắc chắn. Tưởng đâu là mình quay lại thời xưa. Cho nên cảm xúc anh cho em hỏi anh cái cảm giác của anh khi mà lúc đầu anh đang lúng túng đàn mà lúc con gái bước đến gần. Lúc tôi rung quá, bắt cái tông không vừa nó con nó hát thóc. Mình giọng cao rồi lúc hát theo rung quá, là xúc động hôm quá. Hôm nay là em không phải hát đúng tông mà vẫn hát em như vậy. Thật sự tới lúc này em không biết, em chỉ biết là tội nghiệp em ba em quá. Lúc này ba em không biết làm sao để em tới em hát, cứ hát cho ba vô nhịp được là được. Nếu mà cái bài này là nữ thì phải hát son hoặc pha, nhưng mà anh đánh là đô, tức là giọng nam, nam cao á. Thì... Mà tại sao Diễm vẫn hát được hay vậy? Dạ, thưa quý vị giám khảo, cái bài hát này em được ba của em tập cho lúc 12 tuổi, tập cho hát bè giống chị Mỹ Tâm. Dạ, để hai cha con hát song ca với nhau, giống như Đàm Vĩnh Hưng với Mỹ Tâm. Quá tuyệt vời. Nhưng mà vẫn dù chú có rung hay là dù có hơi một chút bấp bênh trên sân khấu thì cái giọng hát của chú vẫn quá tuyệt vời. Cái giọng chuẩn lắm, không có chinh phô mà ăn micro dễ sợ. Cho hỏi Đàm Vĩnh Ba nè, tập đàn và ca hát từ lúc nào anh có thể chia sẻ với khán giả biết thử? Nói chung thì âm nhạc tôi đã thích với lắm từ nhỏ, là có cái máu rồi. Tôi cũng nằm trong ca đòn, cũng hát hò từ hồi lúc mười mấy tuổi rồi. Vậy hả? Cũng như có phải lúc đó anh chinh phục chị là bằng tiếng tiếng ca tiếng đàn của anh không? Cũng có thể là nói như vậy. Tại vì hồi xưa thì nếu mà ngoài tôi không biết đờn nó ra chắc là cổ không thương tôi. Vừa mê hát mê đàn, tự ba học đàn, không ai dạy hết, tự ba mò mẫm học đàn và dạy cho Diễm. Hai con hát ăn ý cực kỳ. Tại vì ba Diễm có cái nghề là hay đi hát đám cưới. Có những khi diễn mà không lấy tiền, tại chỉ là cho hai cha con tôi hát đi là hai cha con tôi vui, không cần lấy tiền. Đó là cảm ơn anh chị. Phải nói hôm nay cái chủ đề khá đặc biệt với chương trình, dành những cái góc riêng tư của gia đình, nhưng mà rõ ràng nó đã chạm đến rất nhiều người. Tôi cũng vậy, mỗi lần nhắc đến ba tôi cũng có một cảm xúc rất đặc biệt. Khi mà anh đứng, anh ngồi đó hát kết lên cái lời, cái không khí nó ập về rất là nhiều. Chúng ta hát cái bài Thánh Ca Buồn, nhưng mà ở đó tôi thấy rất nhiều cái ấm áp của cái người con truyền cho người cha, và người cha lại nhớ lại những cái ký ức đó. Anh rất là cảm ơn em. Cái câu mà em nói sẽ cho gia đình em 200% anh tin được. Ở trong em nó có một cái gì khao khát lớn lắm. Từ lúc anh gặp em đến giờ anh luôn luôn nghĩ như vậy. Thì anh hiểu được có hai vấn đề. Thứ nhất là về ca hát, em cũng rất là khao khát chinh phục. Và cái phần còn lại là anh biết được là em khao khát cho gia đình em. Anh nhìn thấy ba của em, anh biết là hồi trẻ ba của em rất lãng tử, cầm cây đàn mà hát như thế, bảo đảm có rất nhiều cô gái mê. Nhưng thôi, với con gái của anh đã nói như vậy á, thì hy vọng rằng gia đình chúng ta, đây là cái dịp mà trên sóng, cũng là cái dịp mà con cái nó mơ ước. Em cũng chúc cho cả nhà mình mãi mãi hạnh phúc. Em có một lời cuối mà chắc là em phải xin cảm ơn là anh duyên dáng Bolero. Là tại vì khi mình coi cái phần của cái tập này nói là về gia đình thì mình nghĩ là nó không có múa nhảy, không có những cái hào nhoáng để mà thu hút khán giả như những tập trước. Nhưng mà ngược lại đó, em thấy có một cái điều này là bố mẹ nào cũng coi trọng cái giấc mơ của người con, lúc nào cũng khuyến khích con, và vì vậy mình thấy rõ những đứa con rất là hạnh phúc. Thành ra Duyên chỉ hy vọng là nếu các bậc bố mẹ đang coi thì nên nhớ rằng là cái mà hạnh phúc nhất cho con là mình nên giúp nó hoàn thành cái ước mơ của nó. Chúc mừng các quá em, ai cũng có những bố mẹ rất là tuyệt vời. Rồi, cảm ơn. Dạ vâng, một hình ảnh của một gia đình trên sân khấu quá tuyệt vời. Mình thấy mình thương ba và nhớ về tuổi thơ nhiều như vậy. Hình như là ba không có còn trẻ như ngày trước để đủ cái sự minh mẫn để làm mọi thứ linh hoạt như là ba đã từng dạy Diễm. Cho nên là rất là thương, rất là xúc động nhiều lắm. Đây với câu chuyện của thí sinh nhỏ tuổi nhất Tuyết Nhung. Tuyết Nhung chia sẻ là từ nhỏ đến lớn em chưa bao giờ mà có được một đêm Noel nào đúng nghĩa, và cũng không có quà Noel luôn. Hồi nhỏ mà mỗi lần hay đi bán phụ mẹ, xong rồi thấy mấy bạn bè đồng trang lứa được ông già Noel tới tặng quà, Nhung cũng cảm thấy tủi thân lắm. Nhưng chúng ta hãy tin chắc rằng Noel năm nay
sẽ là một đêm thật đặc biệt với Tuyết Nhung, vì em sẽ được đứng trên sân khấu này và hát bằng tất cả niềm đam mê và tình yêu của mình, và cũng như đón nhận được những tình yêu và sự ủng hộ từ quý vị khán giả. Chúng ta hãy cùng đến với phần thể hiện của em. Good tidings we'll bring to you and your kin.
We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Dancing through the snow in one horse open sleigh, over the fair we go, laughing all the way. Bells on bottle ring, making spirit is bright. What's fun it is to ride, sing a sleighing song tonight. Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Hey, jingle bells, jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in one horse open sleigh. Năm ấy trong phút giây chợt đến, ta áo màu xanh tha thước đi lễ đền. Nàng vì bên mẹ đôi mắt nhung huyền xinh, chắp tay nguyện kinh thanh, cầu mong tôi ước sẽ yên. Tôi đã được yêu e mình còn xa cách lối đào đời ngàn đôi đứa đôi lòng, nhưng mà tôi tình có Chúa trời. Tôi đi
mấy bông giang hồ phong sương, áo học xịt nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi mến thương. Từ ngày xa vẫn trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Còn xa cách lối đào đời gần đôi đứa đôi nơi, nhưng mà tôi tình có Chúa Trời. Tôi đi say mộng giang hồ phong sương, áo học xin nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi mến thương. Từ ngày xa vẫn trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Một mùa Noel hai đôi nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Hey, đêm Noel, chim
mừng Giáng sinh như thế này thì chúng ta vẫn thường hay ngồi quây quần bên người thân và bạn bè của mình, cùng chúc nhau về những điều tốt đẹp và cùng nghe những bản nhạc vui. Nhưng đâu đó vẫn còn những con người miệt mài với những cuộc mưu sinh. Anh chàng bán kẹo kéo Mạnh Nguyên có chia sẻ là dường như từ đó tới giờ anh chưa bao giờ mà có một mùa Giáng sinh đúng nghĩa hết. Nhưng khi mà mọi người quây quần bên nhau, anh được mang tiếng hát của mình để góp vui cho mọi người, thì bản thân anh cũng thấy có thêm được một phần hạnh phúc.
wa wasabi teriyaki sushi hai. Ajay, Ajay, bu tsukuru atan gire gire yo. Ah, hajimemashite de. Yoroshiku onegaishimashita. Oname Ewa. Oh, totsu ya atan ne. Ah, hoshiku de. Arigato. Otsuke desu ka? Okeki desu ka? Okeki desu ka? Go! 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 Hey, go! Dạ. Cưng quýnh anh là mới chết ta cưng. Ê, cái gì vậy? Sao hai đứa bay nữa? Tuần nào cũng ra đây hết vậy? Cái chỗ này là công viên chứ không phải là chỗ hẹn hò của hai đứa. Ra đây. Cái nhỏ này. Trời ơi, sao vậy? Tuần nào mày cũng hẹn nó ra đây, rồi mày tặng quà mày không có làm được cái gì với nó hết vậy? Rồi cái mối quan hệ mày sao cứ lấp la lấp lửng vậy đó hả? Chú nói cho con nghe, bữa nay nha, chú chỉ cho con 2 phút thôi. Làm được cái gì thì làm, không làm được 2 phút đi về. Ok. Làm đi. Hey, Sushi. Hey. Hey. Sushi có thấy tất cả những cái chỗ này không? Nó đẹp không? À. Nó lộng lẫy không? Tất cả những cái này nè. Hey. Anh mướn hả? Đúng rồi. Anh mướn nguyên một cái vũ đoàn mặc đồ lễ hội Yosakoi đi cho Sushi hả? Mà anh có biết Yosakoi là cái gì không? Biết chứ, lễ hội này là của Giáng sinh. Hey, dạ Yosakoi là mùa hè anh. Để Sushi nói cho anh nghe nha. Alaska Husky Chihuahua. Yosakoi có nghĩa là vào mùa hè, người ta sẽ có một cái điệu múa truyền thống Nhật Bản 100 đến 150 người. Hích 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 hích. Hích 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 hích. Hích hích. Hey. Rải đinh hả? Dạ không phải. Tại vì Yosakoi là mình muốn múa gì mình múa, miễn sao mình mô phỏng đời sống sinh hoạt hàng ngày đó, mình giặt đồ xong cái mình húng gió, cái mình phơi đó. Cái xong rồi mấy con chim nó bay đi hết. Rồi cái ý nghĩa của nó là gì? Thì chim bay đi hết là mùa màng của mình không có bị hoa phá hoại. Rồi mùa màng đến rồi mình sẽ thu hoạch được. Anh Teriyaki ơi, Sushi nghĩ là hả, trong cái Yosakoi này có một cái ý nghĩa, đó là đêm nay mời bạn đến. Ý anh muốn nói gì với Sushi đúng không? Lần đầu tiên mà gặp Sushi á, tôi đã thấy rằng là Sushi là chân lý sống của tôi. Sushi nhìn thẳng vô mắt tôi đi. Sushi thấy cái gì không? Trời thăm quần quá trời nè. Wow. Em ơi suốt đêm thao thức vì em. Quay lại. Cái gì vậy? Mày còn một phút nha con trai. Có cái khăn tặng người ta mà cũng quên nữa. Hoài gì? Hoài luôn á, lẹ lên. Chú nói là anh còn một phút đó thì anh Husky Chihuahua muốn nói gì thì nói. Tùm lum trò hết. Cuối cùng anh muốn cái gì ở tôi hả? Tôi đợi rất là lâu rồi. Tôi chờ có 3 từ thôi. Làm ơn đi, nói cho tôi biết tại sao. Ý nghĩa của tất cả điều này là cái gì? Tại sao anh tặng quà cho tôi? Tại sao anh đối xử tốt với tôi? Anh lúc nào cũng có mặt khi tôi cần. Thời gian tôi không có, làm ơn đi. Em làm cái gì mà vội vậy hả? Em cũng biết không, nghe người ta nói là hả, mà tuổi trẻ mà sống vội là đánh mất nhiều thứ, tuổi thanh xuân lắm, em không biết hả? Cái điều đó nó chỉ đúng với những người còn nhiều thời gian thôi. Tôi cho anh lần cuối cùng á, anh muốn nói gì thì anh nói toẹt ra đi. Tôi ở đây nghe anh nói mà. Anh có ý gì anh nói đi. Anh cần em, anh sẽ bảo vệ cho em, anh sẽ quan tâm em, anh sẽ làm cuộc sống của em trở nên nhiều màu sắc, anh sẽ sắp xếp lại cuộc đời. Làm cho anh sợ hả? Chút xíu. Anh đừng có sợ. Tôi không có ý gì đâu. Tôi ép anh nói ra 3 từ á. Thật ra 3 từ đó là em có khỏe không? Thưa anh đứng đó. Anh mà bước lại đây tôi mới không ổn. Anh yêu em. Anh yêu em.
không yêu anh. And man will live forevermore because of Christmas Day. Thưa quý vị, chúng ngày đó Noel bên hội sao trần thế, anh có nhớ không anh? Em mặc màu áo xanh lá, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông giáng sinh. Ngồi chờ Réveillon, anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, dập trời hào quang thiên thần và nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh trên máng cỏ là con Chúa Trời. Sống gần nhau, tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố để nhớ giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa xa đời cho em sống lại. Khi cùng anh dạo phố để nhớ giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa xa đời cho em sống lại màu xanh ái ơi, để nhớ giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa xa đời cho em sống lại. Sân khấu rất là lớn để được thể hiện mình, để đem đến những cái giây phút thật là vui cho khán giả. Bầu trời hun hút cơn gió se lạnh giá, nhìn những vì sao lẻ loi soi cuối trời, trầm trầm chuông ngân đây nghe buồn tênh, ánh sao hiền lấp lánh
báo tin lành ngày Chúa sinh. Kỷ niệm năm ấy trong phút giây chờ đến, tà áo màu xanh tha thướt đi lễ đêm, nàng quỳ bên mẹ đôi mắt nhung huyền sinh, chắp tay nguyện kinh thánh, thầm mơ tôi ước sẽ mong lành. Tôi đã được yêu em mình còn xa cách lối, đau đời ngăn đôi lứa đôi nơi, nhưng mà tôi tin có Chúa Trời. Gian hồ phong sương, ao học sinh nhuốm bụi đường, nhớ hoài người tôi mến thương. Từ ngày xa vắng trong ánh sao mà nhớ, tà áo màu xanh năm ấy em vẫn chờ. Mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Một mùa Noel hai đứa nghe niềm vui, hát chung một ca khúc, đêm đông lạnh lẽo Chúa sinh ra đời. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau, lung linh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháng chuông. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lành bài ca Thiên Chúa, kẻ hát theo câu đêm thánh vô cùng, ôi dòng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa xa cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, em qua cầu sáng vắng bay sau. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giao đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối, như qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lành giá hồn tôi. Thank you.
lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng thay màu, thêm qua cầu xa pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hỏi xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ. Đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giao đường dấu yêu. Đêm thánh cả ngày xưa vàng đêm tối, như qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thánh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Đêm thánh cả ngày xưa vàng đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hôm tối. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc bài Thánh Ca Bù. Và thật sự là với cá nhân Nguyên Khang, có cảm giác là cái tiết mục này giống như là các bạn của chúng ta đang dẫn nhau về lễ đường vậy. Hôm nay mặc đồ trang phục như là chú rể với là cô dâu, và còn nhảy rất là tình tứ trên sân khấu nữa. Chúng tôi xin mời phần nhận xét. Ở trong này có mấy cái từ như là chúng mình suốt đời giáo đường, thì rơi đúng vào cái câu mà của Trung hát và Trung toàn tách nó ra thôi. Noel năm nào chúng mình có nhau, là em tách ra thì thay vì em hát là Noel năm nào chúng mình có nhau đó. Thì khi mà em gộp hai chữ vào thì em đừng có tách nó ra, thì em vừa, thứ nhất là cái nghĩa nó vừa rõ hơn, thứ hai nữa sau đấy em có một quãng thời gian để em hát cho những cái từ sau, lấy hơi và hát cho những từ sau thì nó dễ hơn. Đúng là hơi tiếc là tại vì cái bài hát này tuy nó cái tên là bài Thánh Ca Buồn, nhưng mà không phải gì thế mà cái mặt mình nó buồn hiu hết, mà hầu như nửa bài đầu là hai đứa ra hát cái mặt rất là căng luôn, mà hầu như là Kim là em không nhúc nhích cơ mặt luôn, cứ vậy nè, biết không, nó cái cơ mặt mình, cái biểu cảm của mình đã cứng, mà trong cái giọng hát của em nó cũng không có cái sự uyển chuyển mềm nữa. Thì sau đó khi mà cái gian tấu em với Trung mới ráp lại, mới nhảy được có tí xíu, lúc đó em mới nhoẻn miệng cười tí xíu thôi. Có lẽ là hai anh chị này là chừng nào mà cho vô những cái bài nào mà gọi là quậy quọ thì bung lụa, còn hễ mà nẹp vô một cái là bắt đầu làm như bị căng thẳng toàn bộ khuôn mặt và giọng hát đồ, nó không có được thoải mái hay sao á. Thường thì em đi hát trong mắt khán giả cứ nghĩ là Hồ Việt Trung ra là sẽ cười, Hồ Việt Trung ra là phải vui. Bây giờ em cho họ sốc lên là Hồ Việt Trung ra họ sẽ khóc. Nên là nãy em ra thì em đang, nghĩa là em đang kìm mình lại. Hồi nãy giờ em đang kìm mình dữ lắm, kìm mình để mình được đàng hoàng. Rồi chúng tôi xin mời anh Minh Vi chia sẻ một chút ạ. Nên anh nghĩ là đây là một cái số khó cho tất cả các thí sinh. Nhưng mà nếu mà ai vượt qua được cái vòng này, khán giả sẽ nhìn nhận một cách khác, một Hồ Việt Trung khác, một Vĩnh Thiên Kim khác, đã vượt bậc và đã chứng tỏ được cái khả năng của mình để bước vào vòng sau. Cảm ơn anh. Bây giờ thì cái điều quan trọng hơn hết là chúng ta sẽ kêu gọi khán giả bình chọn cho mình. Nhưng trước hết hãy xem coi số điểm của anh Linh với lại chị Ly có cho các bạn cao trong cái tiết mục này hay không nha. Chúng tôi xin mời chị Cẩm Ly sẽ là người bắt đầu trước. Xin mời chị Ly. Chị hy vọng nếu mà mình đi tiếp vòng sau thì mình sẽ trở lại cái phong độ cũ của mình nha. Cho nên hôm nay chị chỉ gửi hai đứa 925 thôi. 925. Xin mời anh Quang Linh. Anh cho 9,5 điểm. 9,5. Bây giờ em bung lụa đi, nãy giờ em kìm quá rồi. Kêu gọi khán giả bình chọn mình bung lụa đi nha. Xin mời. Số gì đây, số gì đây? Tôi bóp con cờ ra mà con mấy? Con mấy cái gì đây? Con gì nó ra đây? Con gì nó ra đây? Con gì nó ra đây? Con cá mập con còn kêu là cá nhám. Em mã số 0-8 à. Số 0-8 à. Thấy chưa? Đó. Cái này mới đúng là cái màu mà đáng lý ra anh Linh phải thấy. Trở về với bản sắc rồi đó phải không em? Thoải mái quá hả? Thưa quý vị, nếu yêu mến cặp đôi Vĩnh Thiên Kim cùng với Hồ Việt Trung, soạn 08 gửi đến 6540. Xin được
của những cử chỉ yêu thương, mùa của những cảm xúc lãng mạn, khi đôi mình tay trong tay. Mùa Giáng sinh xưa, anh hẹn anh sẽ về. Ngày đón Noel, đêm hội sao trần thế, anh còn nhớ không anh? Em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt, một chiều đông Giáng sinh. Ngồi chờ vì huy dòng, anh kể tích xưa rằng vào một đêm giá lạnh, dợp trời hào quang thiên thần, và nơi hang Bethlehem Thiên Chúa sinh. Trên mang cỏ là con Chúa Trời. Ngày tháng trôi qua đi mau, mùa sao sáng năm nào. Giờ cũng Noel, một mình em thân thờ, quỳ bên hang đá nguyện cầu một người chân mây gió được sống gần nhau. Tà áo năm xưa xanh màu thông Đà Lạt, dành đến năm sau khi cùng anh dạo phố, để nhớ Giáng sinh xưa, kỷ niệm ngày Chúa ra đời, cho em sống lại màu xanh. Yến, em nhắm mắt lại đi. Chi vậy anh? Anh có một món quà muốn tặng cho em. Quà gì vậy anh? Em nhắm mắt lại đi. Đừng có mở ra sớm nha. Từ từ hãy mở ra nha. Quà gì vậy? Em mở mắt được chưa? Anh xa nhau, rồi Noel qua bao
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần chia sẻ. Có lẽ Nguyên Kha xin được phép bắt đầu với ca sĩ Quang Linh. Xin mời anh. Mình có một cái chất giọng vang, sáng, rất là truyền cảm. Tuy nhiên ở chương trình này lại là chương trình song ca, cho nên tôi nghĩ khi hát thì bạn nên điều tiết lại một tí. Giọng bạn quá mạnh. Mà bạn nữ thì cái màu giọng cũng rất là hay, nhưng mà bạn hát lại hơi, cái cột hơi của bạn hơi bị yếu. Cho nên bạn Minh mà tống hết hơi á, thì nó lộ bạn nữ ra là bị yếu. Chính vì vậy bạn Minh phải nương nhẹ lại một tí. Anh nhìn thấy cặp đôi này lãng mạn trong mùa Noel, thì anh có cảm thấy là mình muốn cái không khí mùa Noel của mình sẽ có một người nào đó nắm tay mình trong cái mùa Noel này tuyệt vời như cặp đôi này không? Vâng, tôi vẫn giữ vững lập trường của tôi là tôi sẽ nhận xét về giọng hát. Phần đẹp có thể là để Đàm Vĩnh Hưng, phần nội dung là Cẩm Ly và phần ban nhạc để anh Hữu Minh. Và tôi đã thấy khi Nguyên Khang đưa ra cái lời gợi ý này thì anh Hưng đã sẵn sàng nắm tay anh Quang Linh. Noel này hai anh rất ấm áp rồi. Nguyên Khang xin phép được mời anh Đàm Vĩnh Hưng. Cái dàn dựng á, mình sẽ chọn một giải pháp khác, hẹn nhau ở một góc đường nhà thờ để mình nói rằng là ngày mai mình sẽ đi trên du học rồi, sắp sửa đi du học rồi, sắp sửa đi xa rồi đó. Thì có thể Noel này là Noel cuối cùng mình gặp nhau đó. Nói như đó thôi, dẫn vào câu chuyện nó sẽ hay hơn là mình bỏ đi bất ngờ. Có nghĩa là cái phần chuyển nó quá nhanh. Tại vì đang như thế này, cái em chuyển qua nó gấp quá, cái nó không có ra. Ví dụ người, cái về cái mạch cảm xúc của mình nó chuyển cũng gấp quá, người ta cũng không có thể nào mà có thể là cảm nhận được ngay liền. Đoạn cuối anh khen tụi em một chỗ, dù là hai người đứng hai cái không gian khác nhau, em ở ngoài trời, Yến ở trong, mà cách nhau một tấm vách, không thể nào nhìn mặt nhau. Mà thường cái ca, cái câu cuối cùng là phải nhìn thấy nhau để một người bè và một người hát cái melody chính đó. Thì cái đó anh rất khen tụi em là tụi em không nhìn thấy nhau mà tụi em cảm giác bằng âm nhạc, giống như thần gọi thần giao cách cảm á. Tụi em ca câu cuối rất là hay và rất là dính. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với số điểm của ban giám khảo dành cho cặp đôi Đoàn Minh và Phạm Yến. Đầu tiên xin mời nam ca sĩ Quang Linh. Tôi xin gửi đến hai bạn số điểm là 9,25. 9,25. Xin mời nữ ca sĩ Cẩm Ly. Ly gửi đến Yến với mình 9 điểm. 9 điểm. Em cảm ơn chị. Số điểm của anh Hưng sẽ được biết sau phần cuối của chương trình. Xin cảm ơn các bạn. Xin chúc mừng. Và hãy kêu gọi khán giả bình chọn cho mình để có giúp các bạn nhận được giải thưởng này. Xin mời. Và nếu như mà quý khán giả có yêu mến cặp đôi Đoàn Minh Phạm Yến, xin hãy bình chọn với mã số không được rồi xuống không à xào không xào không xào mã số không à xào. Bài thánh ca đó sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, ngọt môi hôn dưới tháp chuông ngân, cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa. Xin cho đôi mình suốt đời có nhau, vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, khẽ hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mênh man buồn, rồi mùa giá buồn qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu, rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu sát pháo bay sau, lời nguyện mình Chúa có nghe không, sao bây giờ mình hoài xa vời. Bấy nhiêu lần
lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hôn tôi. Những tiếng chuông ngân để khép lại phần trình diễn của Henry Nguyễn cũng làm tôi cảm thấy ấm lòng, vì trên sân khấu là những gì rất đẹp mắt thưa quý vị. Đó là về phần nhìn. Còn phần nghe có lẽ phải là các vị giám khảo rồi. Tôi xin mời một người cũng soái ca, giám khảo Đan Trường. Harry đã từng trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, nếu mà tính những mối tình mà sâu đậm thì Henry đã trải qua 3 mối tình ạ. Wow, 3 mối tình. Harry có một cái lợi thế, em trình diễn rất là dễ thương, tự nhiên, thoải mái. Chỉ có một điều như thế này là em hát ngày hôm nay hơi bị over. Nó hơi bị hầm hố quá. Nó không có một cái tình cảm trong đó. Ví dụ bài thánh ca đó còn nhớ không em, mẹ nói bài thánh ca đó thì nó sẽ bị mất cái chất, cái tình cảm của ca khúc. Tại sao anh hỏi em có yêu hay không là vậy? Khi yêu mình hát bằng một cái sự chân tình, bằng một cái sự lãng mạn thì em sẽ tiết chế được. Em chỉ cần nhẹ thôi. Anh thấy là em hát đúng nhịp nè. Nhưng mà tại sao lại gặp phải vấn đề đó? Thì em phải nghiên cứu lại cách hát của mình nha. Harry cố lên. Dạ, cảm ơn em Trường rất nhiều ạ. Đó là những lời góp ý chân thành, cho nên là bạn phải hết sức chú ý và hết sức lắng nghe. Dạ. Bạn nha. Bây giờ có lẽ là Hiếu sẽ không để mất thời gian nữa mà mời ngay giám khảo Phi Nhung. Cái bài này thì em hát giống như là em trả thù vậy đó. Em không biết tiết chế. Nhung á là Nhung đặt hy vọng về em rất là nhiều. Nhưng mà sau cái bài này thì tự nhiên nó đi xuống mất 50%. Để cho anh Quỳnh nói đi. Bài hát này thì em đúng ra thì cần một cái sự mềm mỏng chút xíu. Em hát hơi bị mạnh bạo quá. Thứ nhất là có thể là em hát ban nhạc live band, thành thử em cũng sung. Nên nó mất đi cái hồn của bài hát. Nghe lại cái phân phối từng câu của bài hát, em hơi nó bị giống như trả bài. Nghe thêm đi nha. Ok. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Hãy ghi nhận những lời góp ý này và làm tốt hơn bạn nhé. Bây giờ có lẽ chúng ta cùng đến với giám khảo nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh để anh cho bạn biết những cái đường hướng, cái định hướng của mình. Rõ ràng như vậy, cái lạ của bạn đã có đủ rồi. Nếu mà mình cứ đi vô vòng trong mà mình nói là Henry lạ là hết lạ rồi. Bây giờ là phải hay, cần thêm cái khả năng nhạc lý. Tôi nghĩ là Henry phải tiếp tục cố gắng. Như tôi nói, người ta đi thì Henry phải chạy, người ta chạy Henry phải bay. Và hôm nay thì bay quá. Phi Nhung, xin mời chị. Cái này Nhung tặng cho bạn thêm một cái điểm để mà không muốn có tình trạng hát mà giống như là đánh nhau hay là cái gì. Tôi không thích tình trạng như vậy ở trên sân khấu này. Số cộng điểm thêm một tròn. Một điểm cộng cho Henry. Một điểm này là một điểm của áp lực, một điểm của giải một bài toán không có lời giải, nhưng mà ban giám khảo đã quyết định đưa ra lời giải như vậy. Hy vọng bạn sẽ cố gắng để khán giả của Solo cùng Bolero còn có thể nhìn thấy bạn trong các vòng thi sau. Một tràng vỗ tay nữa cho Henry Nguyễn thưa quý vị. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lòng lanh sao trời đẹp thêm môi mắt, áo trắng em bay tựa cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông. Cùng nhau quỳ dưới chân Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa,
rồi mùa giá bút cũng hoa màu, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi mùa chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình ngoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Bao nhiêu lần còn nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua biển giáo đường dấu yêu. Tiếng thánh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi sông hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Giờ mùa chiều áo trắng thay màu, em qua cầu xa pháo bay sâu. Lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình ngoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian. Bao nhiêu lần còn nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi sông hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vang đêm tối, nhớ qua đi thôi sông hát ai buồn. Đêm thanh vô cùng lạnh giá. Bài thánh ca đó còn nhớ không em? Noel năm nào chúng mình có nhau. Lòng lanh sao trời đẹp thêm đôi mắt, áo trắng em bay như cánh thiên thần, giọt môi hôn dưới tháp chuông ngân. Cùng nhau quỳ dưới tượng Chúa cao xa, xin cho đôi mình suốt đời có nhau. Vang trong đêm lạnh bài ca Thiên Chúa, nghe hát theo câu đêm thánh vô cùng. Ôi dòng hát em mênh mang buồn. Rồi mùa xa buốt cũng qua mau, lời hẹn đầu ai nhớ dài lâu. Rồi một chiều áo trắng phai màu, em qua cầu lời nguyện mình Chúa có nghe không? Sao bây giờ mình hoài xa vắng? Bao nhiêu đêm Chúa xuống dương gian, bấy nhiêu lần con nhớ người yêu. Rồi những đêm thánh đường đón Noel, lang thang qua miền giáo đường dấu yêu.
tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối. Nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Tiếng thanh ca ngày xưa vàng đêm tối. Nhớ qua đi thôi giọng hát ai buồn, đêm thanh vô cùng lạnh giá hồn tôi. Thắm hương xuân những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào nàng xuân tới đây, những lời yêu thương chúc mừng cho nhà thờ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Em thêm một tàng hoa xưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Em thêm chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Em thêm thâm niềm đau đắng, bên không bị thắm tươi rộn ra niềm vui. Hoa đào hoa mai thắm hương xuân, những cành hoa mang phước lộc, gia đình về đây kể nhau nghe một năm mới với bao niềm vui. Xuân về ngoài sân ngát hương thơm, mái nhà cùng nhau ấm lòng, nghe tình xuân thắm trong lời ca, hạnh phúc men say lòng ta. Đón chào nàng xuân tới đây, những lời yêu thương chúc mừng cho nhà thờ khoe áo xinh xinh, một năm mới ước mơ tuyệt vời. Em thêm một tàng hoa xưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Em thêm chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Em đem tâm tình đau nắng, bên không bị thắm tươi rộn ra niềm vui. Em đem theo quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày tên Việt Nam. Em đem một tàng hoa xưa, chiếc bánh dày bánh trưng cùng ấm trà thơm. Em đem chúc mọi người luôn luôn phát tài tiến thân, gặp nhiều may mắn. Em đem tâm niềm đau đắng, bên không bị thắm tươi rộn ra niềm vui. Em đem quay quần cùng nhau, bên gia đình đón xuân ngày tên Việt Nam. Hoa mang phú quý tất nơi đây. Xa tình hai đứa thì em ơi, nơi đâu anh thấy em
em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp ân tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em danh bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Anh là nắng nắng cháy trong lòng em, sưởi ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Kia phong ba chia xa tình hai đứa, thì em ơi nơi đâu anh thấy em. Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng tâm hồn anh, ấm áp ân tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em xanh bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Là nắng nắng cháy trong lòng em, dưới ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Em là gió gió cuốn theo tình anh, thanh thoát bao vần thơ khúc ca tình đôi lứa. Em là nắng nắng sáng thắm hồn anh, ấm áp ân tình đó mãi mãi không rời xa. Anh là gió gió mãi dù hồn em xanh bước ta cùng nhau bước qua ngàn dòng tố. Trong lòng em dưới ấm đêm lạnh giá thắp sáng cho tình ta. Chúng ta đến châu Á thì có lẽ một trong những đất nước có truyền thống rất đặc biệt đó là Nhật Bản. Hình như em đã có thời gian trải nghiệm với Nhật Bản phải không vậy Diễm Trang? Dạ đúng rồi, thật sự thì Diễm Trang đã có một người bạn thân là người Nhật luôn. Cho nên là Diễm Trang cũng biết chút chút về văn hóa, nhất là thời điểm mà đón Giáng sinh và chào mừng năm mới của người Nhật. Theo như Diễm Trang được biết là Nhật Bản tuy là một đất nước châu Á và rất là giàu truyền thống, nhưng mà họ lại ăn Tết dương lịch mà không ăn Tết truyền thống như nước ta. Và thông tục đón năm mới thì đón năm mới ở Nhật thường gọi là Osogatsu, bắt nguồn từ phong tục chào đón vị thần Toshigami-sama. Và đây là vị thần tượng trưng cho sức khỏe nè, phát đạt nè và may mắn. Biết là em đã từng sống ảo với hoa anh đào chứ? Ôi trời ơi, nhắc đến hoa anh đào phải nói là rất là tuyệt vời. Bởi vì cứ đến mùa xuân thì hoa anh đào nở rập trời, anh bước ra ngoài thì cái đó là rập trời luôn, rất là rạng rỡ và rất là rực rỡ. Và khi anh ở trong nhà thì mùi hương thoang thoảng của hoa anh đào cũng đủ làm anh xao xuyến. Đây, và tiếp theo thì chúng ta sẽ đến với một biểu tượng rất là nổi tiếng và đặc trưng của Nhật Bản, đó chính là búp bê Kokeshi. Ở dưới là nhiều bông lúa mì, rồi xong giống như kimono đúng không? Nhưng mà anh Bạch biết không, ở đây mình chỉ có một con thôi nên mình không thể so sánh được. Ồ. Bởi vì là mỗi con búp bê Kokeshi là mỗi con khác nhau. Đặc bản luôn. Dạ đúng rồi, bởi vì đây là búp bê được làm thủ công và từng nghệ nhân họ sẽ có được cái nét riêng của mình trên chính con búp bê đó. Và con búp bê này là xuất phát từ một tỉnh đông bắc của Nhật Bản và
Với khách du lịch thì khi họ đến Nhật Bản thì họ rất thích mang về, họ thích tặng cho người thân của mình những con búp bê Kokeshi này, cũng như là người dân Nhật Bản, bởi vì búp bê Kokeshi là một biểu tượng về sức khỏe và một biểu tượng về may mắn. Dạ, và còn một con búp bê phổ biến hơn đó là kimono. Đây. Ồ. Oh. Kimono búp bê, yeah. Trong trang phục của kimono. Đây. Lộng lẫy chưa, kiêu sa chưa? Và nền công nghiệp dệt của họ phát triển ngày xưa rồi em ha. Mà yeah, có những hoa văn rất là đẹp, rất là tinh tế luôn. Dạ, yeah. Đặc biệt là cái nơ đằng sau lưng nữa đó. Đây, cho mọi người xem đây. Và phải nói rằng là văn hóa của Nhật Bản rất là đặc trưng, vì nhìn đến thôi là chúng ta đã biết ngay là đất nước Nhật Bản rồi. Và em có biết tên của loài hoa biểu trưng của nước Nhật là gì không? Đây, khi nãy giờ chúng ta đều nói đến hoa anh đào đúng không anh? Ừ, anh muốn nói em nói tiếng Nhật con. Sakura. Vâng, thưa quý vị, chúng ta cùng đến với ca khúc Mùa Hoa Anh Đào với tiếng hát của nữ ca sĩ Cẩm Ly. Đã yêu hoa anh đào.
Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa đến với ca khúc Sao Anh Ra Đi với thần tượng ngày hôm nay, nữ ca sĩ Cẩm Ly. Anh kia anh bỏ đi rồi, thôi để em dìu chị xuống lại. Dạ, mời chị.
giờ sáng làm sao ta? Mình đi có nhiêu đâu, đi từ sáng bẩn tới giờ thôi. Đi đâu về đây? À, anh đi mận. Mận cái gì? Thì mận ăn. Mận ăn gì từ lúc mặt trời mọc mà bây giờ mặt trời sắp mọc lần nữa mới về hả? Thì anh đi mận ăn xong anh ghé vô anh uống. Uống cái gì? Anh uống. Uống cái gì? Uống. Uống gì? Uống cà phê. Chắc cà phê ôm quá. Không có. Đi ngang quán thấy mấy em gái kia bận áo dài, nhào vô bàn chuyện thơ văn, nói về thời tiết. Cà phê ôm thì có. Khổ quá. Anh tính đi về rồi mà ông Tư ông kéo vô. Anh về ông kéo, anh về ông kéo. Cuối cùng anh vô luôn cho ông đỡ buồn. Vợ đừng mà. Anh hứa rồi đó nha, xây một mái nhà thôi chứ đừng có xây hai mái à. Mái thôi cũng chết rồi, hai ba mái chịu gì nổi.
còn hết trời. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều ạ. Dễ thương quá à. Cái câu hết rồi. Trời ơi, giống y chang bà Nhung luôn trời. Tôi nổi da gà nè trời. Y chang bà Phi Nhung luôn á trời. Thiệt á. Vừa vừa phải phải thôi, nghe giống quá đi đó nghe. Dễ sợ thiệt. Em duy nhất từ hồi nãy giờ dám bước ra một mình, không có điểm tô cái gì lên trên sân khấu hết. Hồi nãy nha, nó sẽ còn hay hơn nữa nếu như chỉ có một mình em. Mà vũ khí lợi hại nhất của em là giọng hát. Hát hay dã man. Dạ em xin cảm ơn anh Thành ạ. Giống Nhung một cách mà anh nổi hết da gà luôn. Giống dã man giống luôn, mà em nói chuyện cũng giống Nhung nữa. Em tuyệt vời. Dạ em xin cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần nhận xét của chị Thanh. Mời chị Thanh. Phi Nhung có ba cái dấu. Thế là trong hát á, có những người bỏ dấu rất là mờ, nhưng mà riêng Phi Nhung thì dấu sắc, dấu ngã và dấu huyền bỏ rất là đậm đặc. Thì hôm nay em bỏ dấu chắc chữ lên nốt cao á, đúng giọng Phi Nhung. Dấu ngã gần như là Phi Nhung và dấu huyền y chang. Chúc mừng em. Cảm ơn chị rất nhiều ạ. Xin mời phần nhận xét của đạo diễn Hoàng Nhật Nam. Xin mời anh. Trước khi mà chia sẻ với Ly á, thì anh cũng muốn nói một chút về cái điệu nhạc Vọng Kim Lan. Đó là một cái điệu nhạc mà nó rất là quen thuộc và nó cũng đã đi sâu vào cái tâm tư tình cảm của người Việt Nam. Với Vọng Kim Lan, em đã thực sự là một cái phiên bản rất là hoàn hảo. Và đặc biệt là cái khúc cao nhất trong bài á, hai lần em đều vượt qua được. Và mỗi lần một cung bậc tình cảm khác nhau. Chúc mừng em. Xin cảm ơn Nam. Cảm ơn anh Nam. Một lần nữa xin chúc mừng em đã thể hiện rất là tốt tiết mục này. Xin chúc mừng Trúc Ly. Xin cảm ơn anh ạ. Xin cảm ơn mọi người ạ.
ưu tư nặng con tim, em buồn thao thức cả đêm. Sao anh bỏ ra đi, bỏ quên em giữa dòng đời xuôi ngược. Giờ đây mất nhau rồi tình mồ côi. Trong bao giờ, trong nỗi đau vui, em chợt nhớ rằng tội em nghèo rớt trái mộng tơi. Trèo cao những sợi tình rồi nên té giữa đời ôm trái sầu buồn đơn côi. Em mang tội si mê nên đường yêu lạc nẻo về. Em mang tội yêu anh khi đời em trắng bàn tay. Nay anh bỏ ra đi, đèn đêm hiu hắt sâu quay về vui đón mùa xuân yêu thương.
lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thân cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm tình, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Trước thềm gần xa điệu nhà xuân đến như bức tranh tô đẹp thêm. Xuân ơi xuân vẫn muôn đời yêu mến xuân, nhắm chén vui ta chúc nhau ly rượu mừng. Ngày đầu năm hạnh phúc phát tài, người người gặp nhiều duyên mấy, xuân thắm tươi hương nồng rực say. Ai xuôi ngược trên khắp nẻo quê hương, nhớ quay về vui đón mùa xuân yêu thương, lòng dạt dào hôn xuân nao nao, thật tuyệt vời mùa xuân thân cao, ta chúc nhau những gì đẹp nhất lòng nhau. Đôi uyên ương sánh vai nhịp nhàng thấm tình, dưới nắng xuân trong bướm hoa đang tỏ tình. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi, nhân thế luôn mong đợi xuân. Còn mùa xuân đêm vui đất trời, còn nụ cười nở trên môi.
Nếu chiều nay lỡ hẹn không về thì xuân năm nay xuân sẽ buồn, sẽ buồn hơn mấy cội mai già. Và mùa xuân quên mặc áo mới, hẹn hò xa xưa còn nguyên tất cả dành cho em. Tình yêu rất là, dù sao anh cũng về. Mong xuân đã chín đỏ, bàn tay nâng niu hoa cúc, bàn tay niu hắt giọt lệ đầy. Em có nghe trời vào xuân chưa? Bên sông từng giọt nắng vàng chợt mưa, và mùa xuân đó có em thì xuân rất đẹp. Anh không biết xuân về lúc nào, lời tình đông đưa theo gió, mình thương nhau mấy lời tình đong đưa theo gió, mình thương nhau mấy tuổi xuân. Thank you.